chợ Hồng Kông 4. Nhà hàng có những món ăn đặc biệt như vịt nấu chao, vịt phá lấu nè, vừa sang me, vừa ngon lại vừa bổ sắc hợp khẩu vị cho quý khách. Đặc biệt đặt bàn 10 người được tặng một đĩa cơm hầm nấu ăn theo ý khách. Đặc biệt hơn nữa là lunch special từ 11 giờ trưa đến 3 giờ trưa thay đổi mỗi ngày chỉ có 4.99 đồng cho mỗi đĩa ăn. Nhà hàng Bát Đạt đã được tân trang hoàn toàn mới lạ từ trong ra ngoài, cảnh thơ mộng tuyệt vời, bãi đậu xe rộng rãi sắc hợp cho tiệc cưới, sinh nhật hội đoàn, tiệc ra trường, ra mắt sách vân vân. Hãy gọi ngay cho nhà hàng Bát Đạt ở số phone 2814985555. Nhà hàng Bát Đạt mở cửa từ 11 giờ sáng đến 11 giờ tối, có nhận Visa Mastercard.